Em xin chào mấy anh chị nghe, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến, và trên trang mà YouTuber của Nguyễn Tuấn một buổi trưa và tràn đầy và hạnh phúc, và bên gia đình và bên người thân ạ. Và em cũng cảm ơn mà mấy anh chị những ngày qua và cũng mà đóng góp cho em và ủng hộ cho em cũng chân thành và em cũng cảm ơn. Bây giờ thì quay lại là đề tài là thiền âm bên bờ và vũ trụ. Hiện bây giờ trong thiền âm bên bờ và vũ trụ, những các chư thầy và nam giới trẻ ông chủng, họ sống rất là an nhàn, họ sống rất là tốt, họ sống rất là vui vẻ và được sự bình an, được hạnh phúc, được mọi người luôn luôn ủng hộ, luôn luôn và bảo vệ cho họ rất là yêu quý. Bây giờ trong đoạn video này em sẽ chia sẻ cho mà thiền âm bên bờ và vũ trụ, và em cũng chia sẻ cho mà những anh chị em mình hiểu đúng đâu là đúng và đâu là sai như thế nào. Hiện nay trong thiền âm bên vũ trụ á, thì nam chú tiểu mình thì được thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên nè, thì được các mà mọi người trong chủng và những người dân ở gần nhà và những mà bạn bè ở từ xa, người ta lại người ta thăm thì người ta cũng ủng hộ rất là nhiều. Em thì cũng mong rằng thì năm chú tiểu này được lớn lên, được cho ăn và cho mặc, và những các chư thầy em chủng dạy cho năm đứa trẻ này những điều hay lẽ phải, và dạy cho những là điều tốt và cho mà năm đứa trẻ này và luôn luôn và thành công. Vì em cũng mong muốn như vậy, em cũng mà mong muốn cho năm đứa trẻ này làm con người đúng và sự thật, và học hôn những cái gì hay như thế nào, và rất là yêu quý họ. Bây giờ là thầy Hoàng Nguyên gọi Nhất Nguyên, họ phải đứng ra công sức, họ đứng ra thời gian cũng rất là nhiều mà họ cho mà năm đứa trẻ này những hiệu quả và những cái gì hay và những cái gì và nó không có hay. Nhưng mà những ngày qua thì thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên đã dạy cho mà năm chú tiểu này thì điều hay là phải. Bây giờ em cũng có đôi lời này thì em cũng tâm sự và gửi đến cho mà những bạn bè quà của em và những mấy người khác luôn. Thì bây giờ nếu trong thiền âm bên bờ và vũ trụ họ lòng đúng, quyết đúng, thì cơ quan nhà nước thực thi pháp lực, họ sẽ bảo vệ cho quyền chị em, bảo vệ cho thiền âm bên bờ vũ trụ luôn luôn và bên mình. Em cũng mong điều đó rất là nó quan tâm, và những bạn bè trong nước và ngoài nước cũng ủng hộ cho em mà bên thiền âm bên bờ và vũ trụ như thế nào. Còn đây, bên thiền âm bên bờ và vũ trụ họ làm sai, những các chư thầy em chủng họ đã làm sai và những gì đó, thì cơ quan nhà nước thực thi pháp luật họ sẽ điều tra, họ sẽ làm việc họ đó. Rồi những bạn bè trong nước và ngoài nước họ sẽ lên án, họ sẽ nói thể chay đó thiền âm bên bờ vũ trụ. Cái này mấy anh chị nghe cho rõ, em phân biệt nó hai bên nha, không bao giờ bên nào đúng là đúng, bên nào sai là sai. Nếu họ làm đúng thì họ được hoàn toàn làm việc thiện, làm việc đúng, được mọi người ủng hộ, lúc nào cũng bên cạnh họ, cơ quan pháp luật cũng bảo vệ họ nhé, là đúng nha. Nếu họ có làm sai trái những gì trong mà thực thi pháp luật, mà họ có làm gì tội, họ có làm những chuyện gì hay là trong những mà mấy ngày qua thì trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ rất là nhiều người lên tiếng và nhiều người và lên án đó. Mà nếu mà cơ quan điều tra họ mà điều tra ra được rồi, họ điều tra rồi thì họ bị là nó xử phạt. Rồi á,
bạn bè trong nước và ngoài nước nếu mà thấy như vậy họ sẽ cũng lên án, họ cũng nói tại vì sao mà họ nói. Những ngày qua mà những bạn bè em cũng vậy và những bạn bè khác cũng vậy, rất là nhiều người nhân dân và nhân dân họ yêu quý thì họ được có quyền họ nói, tại vì sao làm nó hắc giọng quá. Những ngày qua mình đã mà ủng hộ cho họ, bây giờ họ như vậy mình không có biết, bây giờ mình cũng lên án nữa mà họ thôi. Mấy anh chị nghe em nói và nghe đi nghe lại em nói như thế nào, em không phải là em đứng lên đây em xuyên tạc em quy chụp trong tỉnh thất bồng lai như thế nào hết, không bao giờ có chuyện này. Và tới bây giờ em cũng gửi cho những mà bạn bè của em và những mấy người khác luôn, mình hâm mộ bên thiền âm bên bà vũ trụ, mình yêu quý trong năm vũ trụ ông trọng, em cũng vậy nè, em cũng yêu quý hả, không phải như mà cả mấy anh chị có em trong trong võng luôn, em cũng yêu quý họ như em yêu quý họ, nhưng mà em không có mà hầu đồ nghe. Xem đi xem lại họ đúng hay là họ sai, nếu mà họ đúng em luôn luôn em cũng bảo vệ cho họ đó, nếu mà họ sai thì để cho người khác lên án ha. Các anh chị bên mà thiền ông bên vũ trụ hâm mộ đúng không, nhưng mà đừng vì mà nó một cái tôi nào đó mà nó quá lớn cho mình mà đứng lên á, mấy anh chị chửi những mà mấy người khác đó, nói họ kỳ đồ như thế nào hết. Nhưng mà mấy anh chị mà có chắc chắn rằng mấy anh chị gặp họ ở mà ngoài đường nào đó đi ngang đụng mặt nhau, rồi mấy anh chị á có gặp nhau rồi mấy anh chị dám mở lời nhau mà nói chuyện không? Không lẽ bây giờ nó bây giờ nhắc lại bây giờ là tôi thấy bạn mà ở trên mạng nè, bạn đứng ra bạn chửi tôi mà như vậy đó, rồi tôi cũng chửi bạn như vậy đó, rồi có phải là hai người gặp nhau hai người là nó mít lòng với nhau không, như vậy là nó có vui mà hay không? Chúng ta là người dân đất nước Việt Nam, chúng ta là người dân Việt Nam dòng máu đỏ da vàng của mà đất nước của chúng ta thôi đúng không, mình là người máu đỏ chung nhau mà con rồng mà nói cháu tiên không à, con rồng mà cháu tiên không à, mình là người dân miền Tây dù mình không có mà chung mà dòng máu, nhưng mà chúng ta là dòng máu là đất nước Việt Nam người miền Tây, chúng ta phải ngồi xuống một quán cà phê nào đó chúng ta tâm sự và tìm hiểu nhau, và chúng ta phải tìm nguyên do là như thế nào. Ví dụ bây giờ ở bên anh nói trước bên đây tôi nói sau đúng không, ví dụ vậy nó bây giờ nói đi trong thiền âm bên bởi vũ trụ đó, anh thấy những gì trong mà những ngày qua và những và thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên và năm đứa trẻ ông Dũng họ làm cái gì mà đúng cho mình và họ làm những gì sai, thì một bạn sẽ nói đó. Trong thiền âm bên bờ vũ trụ vừa qua thì họ sống rất là tốt, họ sống là vui vẻ và dạy cho mà năm đứa trẻ ông Dũng đó. Thì hiện bây giờ cũng nuôi được hai bé sơ sinh thì họ đều làm điều đó rất là tốt, điều rất là hay, thì mọi người luôn luôn rất là ủng hộ họ tại vì họ có cái tâm, họ có cái lòng, họ được bao dung thì họ được những người yêu quý, người ta luôn luôn bên cạnh ủng hộ họ đúng không đó. Rồi cái bạn bên kia bạn nói tại sao mà bạn chửi bên mà thiền âm bên bờ hòa vũ trụ, rồi á cái rồi cái người chửi á người ta nói như thế này, tôi thấy bên thiện ông vũ trụ làm chuyện như vậy là không có đúng, họ làm vậy là sai,
đó. Nhưng mà năm đứa trẻ ông chồng, nhiều người nói là con của họ đó, đúng không? Nhiều người nói, rất là nhiều người nói họ làm sai, họ chỉ là mượn mà giả sư, họ mượn mà chỉ là nó mà mượn chùa thì nó để mà nó tu thôi, mượn áo là nó cà sa thôi, nó che mờ mà mắt hắn nó, nhiều người nói như vậy đó. Thì hai quan điểm nó đi nó khác nhau, đúng không? Nếu mấy anh chị nếu mà tìm hiểu đúng ra được nguyên do và sự thật thì mấy anh chị ngồi lại nói chuyện cho đàng hoàng và cho đúng. Em cũng cầu mong mấy anh chị là cho hiểu, như đừng có vì mà có một chuyện nào đó trong tỉnh Thất Bồng Lai mà mình đi ngược lại hoàn toàn, đi nó khác nhau đó. Cái đó là điều đó là em không muốn mấy chị như vậy. Đừng quỳ mà một chút gì đó, hay mình đừng có quỳ làm một chuyện gì đó mà mình làm không đúng cho mình. Nhưng mà em có nghe mà trong mà đoạn video này, từ mà một bà chị hay là một từ mà anh nào đó, em nghe cái này lâu rồi, họ nói như thế này: đài truyền hình mà Hậu Giang đưa lên là hoàn toàn là nó sai trái. Em nói thiệt luôn á, đài truyền hình mà Hậu Giang mà đưa lên mà sai trái mà cái gì, đài truyền hình Hậu Giang người ta chà bá bự thênh thang nguyên một tỉnh đã, người ta chiếu lên đài hoài nè, thật sự người ta đưa lên mà nó phản ảnh rất là nhiều, báo chí người ta đã vào cuộc rất là nhiều, mà phóng viên người ta vào cuộc rất là nhiều nữa nè, mà dám đứng lên mà nói mà đài Hậu Giang họ đưa lên thông tin là sai. Em không biết mà mấy anh chị mà nghĩ mà cái tư cách mà mấy anh chị hiểu như thế nào thì luôn á, em không hiểu sao luôn á, mà mấy anh chị mà dám đứng lên, mấy anh chị mà dám nói mà như vậy luôn á, em nói thiệt đó. Cái đó người ta gọi gì không, bóp méo là sự thật, bẻ cong luận điệu xuyên tạc. Mấy anh chị á đang bóp méo sự thật, em thiệt luôn, em lúc nào em cũng tin ở trên đài hết, đài đưa ra những gì, làm gì, việc gì cũng là hoàn toàn là đúng và nói chính xác hết. Đã đài Hậu Giang là ta làm năm nay gần cũng gần mấy chục năm trời rồi đó, rồi báo chí người ta cũng đưa ra cũng là gần á, trong chỗ nó có ngành có hẻ ra được và nó cấp phép đàng hoàng, người ta mới đưa lên, không phải mà tự động mà khơi 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 người ta đưa lên. Nếu mà họ đưa lên thì họ chịu hoàn toàn là trước mà chỗ pháp luật Việt Nam rồi đó. Bài bài báo mà họ ghi những gì phải qua là nó kiểm định và nó kiểm chứng hết đó. Người ta kiểm như thế nào người ta mới đưa lên đài, người ta chiếu người ta phải kiểm định và kiểm duyệt, người ta còn xét duyệt trong vòng hay là 3 ngày 4 ngày người ta mới đưa lên đó, không phải mà tự động mà người ta đưa lên mà, đúng không? Cái này em nói là một thằng cột. Thằng thứ hai, những ngày qua thông tin mà bị đặt và xuyên tạc về tỉnh Thất Bồng Lai á, em thấy rất là nhiều những người mà chửi trong mà Thiền Âm Bên Bờ Vũ Trụ luôn thì cũng rất là nhiều đó. Họ chửi trong trọng cũng rất là nhiều nhưng mà em thấy cũng rất là nhiều đó. Nhưng mà em đứng lên đây em chỉ vào phản đối và em phản ánh lại những người nào quy chụp trong tỉnh Thất Bồng Lai và xúc phạm những người lớn trong chổng và chửi những người lớn trong chổng, em đứng ra em nói đóng góp cho họ, em góp ý cho họ thôi, cho họ là quay đầu lại đừng đi theo vào quách xe đổ đó nữa đó. Em không phải là em mà hầu đồ,
thẳng luôn nữa. Em chỉ đóng góp cho họ thôi, cho họ đâu là đúng đâu là sai. Nhưng mà trong mà có một câu nói như thế này: cha mẹ không bao giờ muốn con mình đi vào quá xe đổ nó. Em hỏi mấy chị nè, có khi nào mà cha mẹ mình mà muốn con mình làm chuyện gì nó sai trái mà hay không? Có mà cha mẹ nào muốn con mình làm những điều gì mà nó xấu xa mà hay không? Có mà hay không? Nếu mà cha mẹ mà muốn con mình làm chuyện như vậy thì em khơi chung là gì, em bây giờ em không biết nói sao luôn là vậy ha. Rồi cái hai, nếu mà cha mẹ không muốn con mình làm như vậy rất là nhiều, cha mẹ muốn con mình làm những chuyện đúng và quyết đúng thôi, không đi vào quách xe đổ. Nhưng mà như thế nào tự nhiên vào quách xe đổ đang chạy quen đóng gác chà bá, rồi mấy anh chị đi đường nào mấy anh chị phải dẹp gác đi ra ngoài hết rồi mấy chị mới đi qua được con đường đó mà, đúng không? Nhưng trong đoạn video này em nói, nhưng mà em phân biệt, em không bao giờ em chửi ai và em không bao giờ nói đến ai hết trong đoạn video này nha. Không có nói ai và không chửi ai hết, em chỉ phân biệt thôi nha. Hướng dẫn trong đoạn video này em chỉ làm hôm nay và em cũng sẽ và nghỉ làm trong mà tự thất hôm nay luôn. Bây giờ em sẽ quay lại cái chủ đề là làm món ăn ở miền Tây thôi, của em thôi. Em sẽ quay lại là làm những mà món ăn ở miền Tây của em thôi, tại vì kênh em làm những mà chủ đề những mà món ăn ở miền Tây thôi. Như dù kênh em nhỏ như thế nào nhưng mà người ta nhìn nhận vô, người ta nhìn cái cách em nói chuyện biết dạ thương hay là lễ phép như thế nào, người ta coi như thế nào thôi. Dù kênh lớn hay kênh nhỏ, em điều đó là em không quan trọng, điều đó là thật sự em không quan trọng. Dù lớn hay nhỏ, nói thiệt luôn, kênh lớn làm đúng thì đúng, nếu làm sai thì cũng bị là nó lên án. Nếu mà kênh nhỏ làm đúng thì thôi, làm sai cũng bị lên án vậy đó. Em mong rằng luật pháp Việt Nam luôn luôn bảo vệ cho năm đứa trẻ này đó. Và em cũng luôn luôn tìm ra được cái sự thật trong vụ mà tịch thất bồng lai này những ngày qua và những dư luận đưa lên và hiện nay rất là nhiều, và những anh chị em khác, tại vì một bên thì nó dùng là gì em cũng khó nói lắm, hiểu đúng á. Bây giờ thôi em không nói, bây giờ trong đoạn video này thì em cũng chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình như vậy thôi. Nhưng mà em cũng có đôi lời này thì á, em cũng gửi đến cho mà những bạn bè của Tướng những ngày qua và những và bạn bè trong nước và miền nước và mấy anh chị em mình luôn luôn và dồi dào sức khỏe và luôn luôn và bình an. Và em cũng lúc nào em cũng và ủng hộ những mấy anh chị mình. Nhưng mà trong đoạn video này em không bao giờ em chửi ai, em không bao giờ em nói đến ai hết và em không bao giờ xúc phạm ai hết. Hứa danh dự từ đây sắp tới em không bao giờ làm bên tịch thất bồng lai nữa luôn. Không phải là em không làm, như bây giờ là em không nói gì nữa. Mấy bạn chị nghe, hôm nay là trong vòng video này cũng được gần 19 phút rồi đó. Em cũng tâm sự mấy chị vậy thôi.